Dạ, em xin chào quý vị anh chị khán giả đến với kênh bán số kim gỗ của em. Thì hôm nay ngày hôm qua em bán thì cái ngày 9 tháng 3, để bữa nay là ngày 10 tháng 3 vô tổ Hồng Dương. Thì hôm qua là ông bà cũng có ngày phù hộ cho bà con anh chị cô bác chúng là đau đếm hơi xong đêm bao nhiêu tờ hết? Một tờ 16, hai tờ, ba tờ, bốn tờ, năm tờ, sáu tờ, bả tờ, 8 tờ, 9 tờ, 10 tờ, 11 tờ, 12 tờ. 12 tờ là Ninh Thuận phải không? Ninh Thuận anh chị là số 16 nha anh Thuận. Anh chị ngày 28 tháng 4, đây 28 tháng 4 số 16 là cái đời Ninh Thuận. Đây là Ninh Thuận nha anh chị, cô bác. Đó, ngày 28 tháng 4, 2023 Ninh Thuận 16. Là nãy là mười mấy tờ phải không? Rồi là 12 tờ. 12 tờ 63 là do lơ. Anh chị do lơ đây. Đó, do lơ ngày 28 tháng 4 luôn. Cũng là ngày 9 tháng 3 thì chỗ tổ Hùng Dương đó. Hôm nay là ngày 10 thì hôm qua bà con anh là em đã chung tiền vé số đó, đủ cho người dân đó. Đại lý của em là chung đủ cho người dân đó, là tính thấy là 16 tờ 18 tờ rồi họ xin lỗi quý vị, 15 tờ đó. Thì trong đó em có một tờ của em là 16 nữa nha anh chị đó. Thì đây em là đây ngày 63 thứ 6 giờ là anh chị đó, để mình ở 63 rồi. Thì cái đây hôm nay em sẽ đem trả ghi cho cô, ghi cho to ở đây này, ghi 100 số tờ to ở đây, to 100 ở đây, 100 ngon một tờ, ghi to, ghi chữ tờ rồi đó, ghi to ra cho bác nghe, xuống đại lý người ta thấy rồi bác ký gì đó là sao. Rồi thì chiều hôm nay thì em cũng đã mua trong nghĩa có rồi, em đại lý em mua có. Thì em cũng cầu nguyện xin chúng 2 tỷ em sẽ xây mã vừa lồn nghĩa đó, nếu như chiều nay ông bà nghĩa phù hộ cho em. Rồi thì những cái tài số em đã quay rồi đó, thì nhưng mà có lẽ là hôm qua em quay chưa hay em không nhớ lắm, do uống mấy ly bia thì cũng không nhớ lắm, bà con anh chị thông cảm nha. Thì đây hôm nay em cũng mua nhiều rồi, nhưng còn những con số này có lẽ giờ này hơi giờ rồi, có nghĩa là cũng sắp trả số lại đó. Thì đây số 4 hơ cũng đã có lý nè, hơ 406 không hơ 94 45 hơ 0 98 49 48 95 91 33 53 33 30 98 và con số 15. Số 15 em cấy rất là đều vào nha anh chị. Rồi chứa 15 còn rất là nhiều đó, em tua lại cho anh chị những con số mà hôm nay còn của đời đất năm và đời quán ngữ là 15 đó, đáng năm này 98 30 53 và 33 rồi. Giờ tới đợi quân ngỡ nha anh chị, rồi 86 91 33 rồi 98 49 48 95 không hơ 94 45 hơ không rồi 06 hơ 4 4 hơ 50 hơ 3 64 và 89 rồi. Những con số chiều hôm nay đó, thì hôm nay em chung mười mấy tờ trúng nha anh chị đó. Rồi đại lý em hôm qua em bón cái Ninh Thuận là em bón số 16 là 20 tờ đó, và những người trúng người ta đã chuyển có là người ta cũng có lẽ là người ta trúng rồi, người ta lại gặp đâu người ta đậu đó cũng có. Rồi số hôm qua sau qua em bón em cũng trả lại mấy tờ hôm qua em có qua cho anh chị đó, đưa lên đó. Rồi thì hôm qua trúng mấy tờ còn hơi tờ, hình như hơi tờ trả lời gì đó cũng rất là uống. Rồi thì hôm nay thì cũng là vũ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3, thì em cũng cầu nguyện hôm nay em cũng mua 6 tờ giấy số, thì cầu nguyện chiều nay trúng thì không có gì hơn. Chúc cho quý vị anh chị một ngày vũ tổ Hùng Vương vui vẻ bên người thân và gia đình. Chúc cho anh chị cô bác hàng xóm láng giềng thôn xóm được khỏe mạnh và làm ăn phát lộc phát ta. Rồi video đến đây cũng xin tạm dừng đó quý vị, đi chở ra đó, chở ra chở vô họ đang còn uống ngoài đó, nhưng mà em thì uống bia rượu không được, chỉ uống một chơi cho lỡ là xỉn rồi đó. Cho nên là rồi thì đến đây em cũng xin tạm dừng, cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều. Ngày lễ nhà nước cũng như là đại lý nhỏ của em luôn phục vụ quý vị anh chị vé số để chúng ta chơi. Anh chị gần xa ghé trên quốc lộ 24B gần cái xăng dầu Tịnh Đông, anh kế cầm cái thú bé ở đây đó, quốc lộ 24B, anh chị cô bác mua ủng hộ em tờ giấy số để cầu lộc cầu tài cầu may. Rồi video đến đây em xin tạm dừng.
chúc cho anh chị là chiều nay sẽ vào những cái giải lớn để chúng ta có những cái đồng tiền trang trải và có những cái đồng tiền để phúc lợi anh chị cô bác. Rồi video đến đây thì có lẽ là thâu đêm em vô em lấy những cái tờ giấy số trúng ở đây, để nếu như mà trúng em sẽ sai sai nghĩa và sai nghĩa và sai những cái mã nha anh chị cô bác. Em mở cái xét ra những cái tờ giấy số hôm nay em đây. Rồi những cái tờ giấy số hôm nay em là tờ giấy số hôm nay em mua đây, em sẽ đưa lên luôn cho anh chị cô bác mình thấy luôn. Đây là tờ giấy số em không có gì phải giấu giếm. Đây tờ giấy số hôm nay là em mua đây anh chị, là quân ngã 05534, đất nông là 426543, quân ngã ngày 29/4 nha anh chị, 569395, và quân ngã luôn là 480842 và 413715, 513715. Đó là ngày hôm nay em mua những cái tờ giấy số, mua ở nghĩa có và mua ở đại lý em có 37631. Đó là hôm nay em mua những cái tờ giấy số này. Nếu như mà công ty sổ số chiều nay sổ trúng những con số như thế này thì em sẽ lồn phúc lợi cho nghĩa ở quê hương thôn Bình. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã yêu mến và xem video này của em. Rồi chúc cho anh chị may mắn. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Anh chị hãy xem, có gì bấm like đăng ký để nhận những clip mới hàng ngày của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bây giờ đoàn trả số nha anh chị, đoàn ghi để mà nhận tại số trúng đem trả, và có lẽ là 3 giờ sẽ trả số nha anh chị cô bác. Hôm nay là lễ bón cũng được cho anh tâm tờ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Cảm ơn quý vị anh chị cô bác nhiệt tình ủng hộ cái đại lý của em và đã trúng. Mong quý vị sẽ trúng lớn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.